Xin chào các bạn và hân hạnh chào các bạn đã tới kênh của Justin Invasion nha. Hôm nay mình muốn nói đôi điều về những bạn mà bị lệch cơ, có nghĩa là cơ mình nở không đều, giống như là hai tay bên tay lớn tay nhỏ, hay hai ngực của mình bên ngực lớn ngực nhỏ, hay xô của mình đó, bên lớn bên nhỏ, nhìn thấy nó không được cân đối đó. Đại khái là mấy cái bài này là thường thường mấy em mới vô tập á, thường thường là tập những bài dễ, xong cái đời quên không chú ý, cho nên cứ khoái tập giống như là nằm đầy đẩy tạ, cứ khoái đẩy cái cây này, cái cây nằm ở barbell á, hay là lúc hít xà thì khoái hít xà lắm. Nhưng mà tập mấy bài đó cũng tốt, nhưng mà đôi khi mắc phải một sai lầm nhỏ, là tại vì nếu bên nào mạnh á thì bên đó thường sẽ làm việc nhiều hơn bên kia, bên làm việc nhiều hơn bên yếu. Ví dụ như là cái tay mình đi, nếu mình cầm cái barbell và mình cầm tập tay lên hai tay một lượt như vậy á, thì cái tay khỏe nó sẽ giúp cho làm hết việc cho cái tay yếu. Ví dụ cái tay khỏe của mình á, nó nhấc được 15 kg, còn tay yếu nó nhấc thì chỉ được 10 kg thôi. Mà bây giờ mà các bạn nó cầm cái cây nhấc lên như vậy, thì có phải cái tay khỏe nó làm hết việc cho tay kia, tay yếu trở nên yếu hơn, còn tay khỏe nó lại nhấc hết cho bên kia rồi, cho nên cái tay khỏe nó càng trở nên khỏe hơn và trở nên to hơn tay kia, và tay kia nó sẽ không có to bằng. Cho nên lúc lúc tập thì tập cái bó, nhưng mà hãy bổ sung tập thêm những cái bài mà tập đơn, có nghĩa là tập từng bên một. Những cái bài đó thì nó sẽ giúp cho các em hai tay hai phần của mình nó nở đều hơn. Ví dụ như là lúc mình tập tay đi, mình tập cái barbell cũng được, nhưng mà nhớ là tập tập bài những bài này xong hãy tập qua cái bài từng tay một. Và lúc tập thì cái bên nào nhỏ hơn thì hãy cố gắng tập hãy bằng cái mức tạ đó. Ít ra ví dụ bên bên khỏe tập được 10 kg, tập 10 cái thì bên này cũng phải cố gắng phải tập bằng cái mức đó, coi như là làm sao làm phải cố gắng phải tập trên mức đó, mà phải tập coi như phải tập trung bên này để cho gọi là mình kèm nó, phải cố gắng giúp nó để tập cho nó đuổi kịp theo bên kia. Đừng có mà tập những cái bài mà tập hai tay một lượt đó, làm như vậy thì cái tay nhỏ nó cứ nhỏ hoài, nó không có to kịp bằng bên kia. Phải tránh những cái bài mà cái tay mạnh nó cứ tập làm hết việc. Giờ giống như còn cái bài mà tập cho xô, mà cho xô nó đều á, đừng có hít xà nhiều quá. Hít xà thì cũng được, nhưng mà hãy tập thêm những bài giống như là one arm row á, có nghĩa là mình để tay xuống, một tay lên ghế, đầu gối lên ghế, mình kéo như vậy nè đó. Cái bài đó thì tập mà tập theo tờ cầm từng cục tạ một, tập xong bên này rồi tập xong ta sang tờ tay bên kia, tập như vậy thì nó giúp cái xô của các bạn á to, coi như là được đều đặn hơn, nó không có bị coi như một bên lớn bên nhỏ. Tại vì cứ hít xà riết á, thì có phải cái tay khỏe nó làm nhiều việc hơn cái tay yếu, cho nên á thì cái xô bên phải, cái xô khỏe nó sẽ, cái xô bên nào khỏe thì cái xô nó sẽ nở được nhiều hơn, tại nó làm việc bù cho bên kia mà, nó làm hết việc bên kia rồi, cho nên là cái bên bên khỏe nó sẽ làm việc và nó nở coi như là lẹ hơn, nó là việc nhiều hơn, dễ nợ nhiều hơn đó. Đại khái nó đơn giản vậy thôi, cho nên là hãy tránh những cái bài tập mà dùng hai bên một lượt, có nghĩa là hãy tập những bài coi như là hãy tìm những bài nào mà tập từng bên một, thì như vậy nó sẽ giúp cho hai bên cân đối hơn. Có nghĩa là lúc tập thì chịu khó là bên này tập bao nhiêu thì bên kia hãy cố gắng ít ra phải 1:9 1:10 thôi, đừng có mà 1:7 1:10 như vậy á, thì nó làm cho cơ của các em á nở không được đều, làm như vậy á rất là nhìn không được đẹp. Và cố gắng á là nếu mà mới vô tập á, chịu khó để ý những cái bài tập nào của mình á, hãy học và để ý kỹ những cái anh đi trước trong phòng tập, với những người nào á có thân cơ thể là thân hình nào mà nhìn mình cảm thấy được. Ví dụ như là trong phòng tập có những người nào ngực đẹp, cứ như là xô đẹp, thế tới hỏi người ta cái cách tập làm sao, đừng có ngại hỏi người ta, cứ hỏi đi, rồi nhưng thì cùng lắm người ta nói người ta bận không chỉ thôi, nhưng mà các em không hỏi thì xem người ta sẽ không chỉ bao giờ chỉ đâu. Rất hiếm khi gặp những người nào người ta tốt bụng, người ta thấy em sai thì người ta tới người ta sẽ chỉnh lắm, cho nên các em đừng có ngại. Đa số những người tập hình đó đều là những người coi như là rất là thoải mái và vui vẻ hết, các em cứ tới và người ta rất là friendly, cứ tới và nói chuyện với người ta và hỏi người ta, hay là hỏi anh cũng được, cứ lên đây comment hỏi anh những bài nào và khi nào rảnh á, các em thiếu, các em cần bổ sung những bài nào á hỏi anh, và anh sẽ làm những cái bài video và chỉ cho em cách làm đúng những bài tập đó. Và nhớ nha, cái căn bản của mình nó phải nắm chắc từng phần một, ngực, vai, xô, chân, tất cả những bài căn bản đó
phải để ý và học cho kỹ, đừng có vô mà vô cầm tạ nặng quá rồi đẩy coi như là chỉ có nửa đường thôi, giống như thập ngực đẩy lên hết cỡ như vậy thì không đẩy, mà cứ làm tí xíu vậy á, là lên nhấp nhấp nửa cái gì á thì ngực mình sẽ nở, không được đều, không được đẹp và không được đầy, tay chân phần nào cũng vậy hết á. Nhớ học cho kỹ, không cái gì không biết đừng có ngại cứ hỏi, tại vì không hỏi mình sẽ không bao giờ học được nha. Ok, vậy hôm nay mình đại khái mình nói sơ sơ về những vấn đề đó thôi, và mong rằng các em sẽ biết và để ý mà đừng có ngại ra ra khi tập và hỏi mọi người nha. Nhớ phải hỏi thì mình mới được học. Ok, vậy mong rằng các em đã học được một cái gì đó hôm nay, và chúc các em may mắn, và nhớ tập phải giữ cái mức độ an toàn cho mình, đừng vô phòng gym phòng tập của mình mà tập coi như là bất cẩn, không cẩn thận mà lỡ bị chấn thương á, thì kỳ mà cơ mình một khi nó nở không được hồi đều rồi á, rất là khó sửa. Cho nên từ bước đầu tiên, ngày đầu tiên vô á, thì hãy hỏi, và khi nào á, khi mà một cái nền tảng của mình vững chắc rồi á, thì cơ thể mình sẽ nở được đều. Đừng cứ chờ cho một cái cơ bắp cơ của mình á, mà nó nở không đều rồi chỉnh sửa lại rất là khó nha. Ok, cảm ơn em, các em đã theo dõi, và mong là các em đã thích, và hãy comment, subscribe và share cái channel của anh nha. Cảm ơn các em đã theo dõi nha, và tên của anh là Justin, và kênh của anh là Justin Vision, và hẹn gặp lại các em trong chương trình tới nha. Bye bye.